Doanh nghiệp biếu quà quan chức, bánh ít đi, bánh quy lại. Thưa quý vị và các bạn, tặng 3,4 tỷ đồng không thể nói là tình cảm, hay thích thì cho. Đó là bản chất của tham nhũng, của đưa và nhận hối lộ. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên án vụ Hoàng Thị Thúy Nga, chủ tịch sáng lập NSG Grow, nhà thầu và hai cựu giám đốc Sở Y tế Thành phố Cần Thơ. Đáng chú ý, tòa kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi xung quanh số tiền quà biếu 3,4 tỷ đồng mà bị cáo Nga đã biếu cho các quan chức khi đó. Cụ thể, hội đồng xét xử nhận định việc đưa nhận số tiền 3,4 tỷ đồng của các bị cáo nếu có cũng xuất phát từ việc cựu giám đốc Sở đã tạo điều kiện cho bị cáo Nga trúng thầu. Hành vi đưa nhận tiền nếu có là dấu hiệu của một tội phạm độc lập khác nên hội đồng xét xử đã kiến nghị tiếp tục điều tra làm rõ. Pháp luật Việt Nam quy định rất nghiêm về việc biếu tặng quà nhằm tránh các hành vi tham nhũng, đưa nhận hối lộ. Cụ thể, theo Điều 22 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị không được nhận quà dưới bất cứ hình thức nào. Nếu vì lý do công việc, quan hệ ngoại giao mà không từ chối được thì người nhận quà phải báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết phần quà đó. Bên cạnh đó, Điều 27 Nghị định 59/2019 hướng dẫn quà định giá được như tiền, vật có giá thì khi nhận phải báo cáo với cấp trên trực tiếp rồi nộp ngân sách. Trường hợp ngay lúc nhận không biết giá trị của món quà mà mình nhận thì sau đó phải nhờ định giá, rồi gửi cho cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền xử lý. Tóm lại, đã có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước thì anh không được nhận bất cứ khoản lợi ích vật chất hay lợi ích phi vật chất nào. Nhìn ra thế giới, các quốc gia như Mỹ có quy định tổng thống được nhận phần quà không quá 375 đô la. Nếu quà trên số tiền này thì người nhận phải bỏ tiền ra mua. Bà Hillary trong quá trình ngoại giao công vụ được tặng chuỗi ngọc màu đen từ chính phủ Myanmar. Sau đó qua định giá xác định chuỗi ngọc có giá 1.000 đô la nên bà phải bỏ tiền ra mua. Hai nhiệm kỳ tổng thống, ông Barack Obama được tặng rất nhiều quà nhưng ông không bỏ tiền ra mua bất kỳ món quà nào. Khi công du Ả Rập Xê Út, ông được tặng bộ vòng vàng trắng trị giá 1,3 triệu đô la. Ông đã nhận sau đó mang về sung vào ngân sách. Hay như Canada có quy định nếu quà dưới 200 đô la thì thủ tướng được quyền nhận. Trên giá trị này thì phải kê khai trong vòng 30 ngày. Năm 2018, thủ tướng của nước này nhận cặp kính trị giá 300 đô la của thủ hiến một đảo ở Canada. Ông không kê khai trong vòng 30 ngày theo quy định, bị phát hiện và chịu phạt 100 đô la. Một khi doanh nghiệp tiêu tiền, biếu tiền cho quan chức, hẳn họ muốn quan chức tạo điều kiện để họ được việc gì đó. Tặng 3,4 tỷ đồng không thể nói là tình cảm hay thích thì cho. Đó là bản chất của tham nhũng, của đưa và nhận hối lộ. Theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự về tội nhận hối lộ, người có chức vụ quyền hạn bằng hành vi của mình hoặc thông qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận sẽ thực hiện việc trên cơ sở đạt được mục đích của người đưa hối lộ, cấu thành tội nhận hối lộ. Hành vi đưa 3,4 tỷ đồng là thủ thuật để Nga đạt mục đích, đó là điều ai cũng dễ thấy. Câu thành ngữ, ông đưa chân giò bà tho chay rượu, nói về quan hệ có đi có lại, không ai cho không ai cái gì. Thành ngữ xét dưới hai góc độ. Thứ nhất, những người ngang hàng nhau trong sự đối đãi biết điều và quý mến nhau thì ngày lễ Tết sinh nhật họ gửi phần quà tấm bánh cho nhau với mong muốn mối quan hệ thêm thân tình. Thứ hai, ở góc độ một bên là doanh nghiệp, một bên là quan chức phụ trách lĩnh vực thì việc tặng cho sẽ tạo ra chủ nghĩa thân hữu. Khi doanh nghiệp tặng quà cho anh thì có mục đích rất rõ ràng, cụ thể là đạt được lợi nhuận trong việc kinh doanh. Quan chức nhận quà khủng không thể nói là do doanh nghiệp thương quý mình mà tặng. Xét về vị trí, nếu vị quan chức đó đã về hưu thì doanh nghiệp có đem 3,4 tỷ đồng đến tặng không? Giả dụ có tặng thì thói thường cũng sẽ nhờ vả người đó nói giúp với anh ba, anh tư một tiếng về vụ việc, dự án nào đó. Cho đến gói thầu do cơ quan của anh là chủ đầu tư, doanh nghiệp mang tiền đến biếu tặng, anh không thể vô tư nhận rồi nói người ta tự mang tới có biết gì đâu. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và quan chức phụ trách lĩnh vực hễ có cho tặng quà thì quan chức phải dè chừng. Đừng nghĩ không ai biết đâu, đừng thấy bỗng dưng có tiền ngại gì không nhận rồi dính chàm tù tội. Ông bà ta có câu đi qua ruộng dưa chớ sửa giày, đi qua vườn đào chớ sửa nón, đại ý khuyên người ta không nên có những hành động gây hiểu nhầm. Khi đi qua vườn đào, dù mũ đội đầu có bị lệch cũng không nên giơ tay lên sửa mũ, sẽ bị nghi là hái trộm đào. Khi đi qua ruộng dưa dù dép có bị đứt quai cũng đừng cúi xuống sửa, sẽ bị nghi là hái trộm dưa. Nếu quan chức nào cũng chịu răn mình, tránh mọi trường hợp có thể bị hiềm nghi thì sẽ không có câu chuyện có dấu hiệu đưa nhận hối lộ như vụ án này hay ở nhiều vụ án khác. Miếng phô mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột, quan chức bập vào sao tránh khỏi tội tù. Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo thanh tra các công ty bảo hiểm. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Hồ Đức Phớt chỉ đạo thanh tra kiểm tra các công ty bảo hiểm, các đại lý môi giới không để tiếp tục việc doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm mới cho vay vốn. Bộ Tài chính cho biết đã có văn bản về tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động trên thị trường bảo hiểm.
Công văn nêu rõ, qua phản ánh của báo chí, thời gian qua vẫn có tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đầu tư khi tới gửi tiền hoặc vay vốn. Về việc này, Bộ trưởng Hồ Đức Phước tiếp tục yêu cầu Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm đẩy mạnh công tác quản lý giám sát hoạt động thị trường bảo hiểm, tiến hành thanh tra kiểm tra các công ty bảo hiểm, bao gồm cả các đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, không để tiếp tục xảy ra tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng ép buộc khách hàng tới giao dịch phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn hay hình thức giới thiệu cho người tới gửi tiền tham gia đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết trái với quy định pháp luật liên quan. Tổ chức công bố đường dây nóng, số điện thoại, email để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm biến tướng nêu trên. Phân công cán bộ trực 24/7 và kịp thời kiểm tra xác minh thông tin để có biện pháp thanh tra, phối hợp với cơ quan công an và thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước, ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng của ngân hàng nhà nước, tiến hành thanh tra xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng để xảy ra tình trạng nhân viên ép buộc khách mua bảo hiểm. Tiến hành rà soát và báo cáo đánh giá rủi ro tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam, có đánh giá về thực trạng, số lượng, hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, tái bảo hiểm so với quy mô thị trường và đặc biệt là việc tuân thủ các quy định trong hoạt động huy động đầu tư vốn nếu có của các doanh nghiệp bảo hiểm tại một số lĩnh vực có hệ số rủi ro cao. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm khẩn trương thực hiện và kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả triển khai. Bệnh sợ trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây khi thảo luận về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đợt 2 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa nhận có tình trạng cán bộ ngành liên tục thay đổi đề xuất làm chậm tiến độ giải ngân gói hỗ trợ này. Những kêu ca về tình trạng chậm giải ngân gói hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch trong năm 2022 đã được đề cập trên nhiều diễn đàn. Theo quyết định của các cấp có thẩm quyền, số dự án thuộc chương trình nêu trên được sử dụng vốn đầu tư phát triển, tăng chi từ nguồn ngân sách tối đa là 176.000 tỷ đồng. Trong 2 năm, năm 2022 và năm 2023, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 11 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm sử dụng số tiền này hiệu quả, nhanh chóng để vực dậy nền kinh tế đất nước sau 2 năm bị tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc giải ngân gói hỗ trợ này được cho là rất chậm so với kỳ vọng, làm giảm đi động lực cho nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nói chung, hoạt động của doanh nghiệp và đời sống người dân nói riêng. Dù đã quyết liệt đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công gồm cả vốn chương trình phục hồi kinh tế, nhưng kết thúc năm 2022, số vốn còn lại chưa phân bổ, chưa giao cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 28.862 tỷ đồng, trong đó 25.530 tỷ đồng của 169 dự án đã được Thủ tướng thông báo cho các đơn vị hoàn thiện thủ tục đầu tư. Số chưa phân bổ chi tiết, chưa thông báo cho các đơn vị là 3.332 tỷ đồng. Trong 169 dự án với số vốn 25.530 tỷ đồng nêu trên, mới có 129 dự án với khoảng 14.710 tỷ đồng đã được hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa nhận các dự án của chương trình phục hồi kinh tế triển khai rất chậm, nguyên nhân là đề xuất của các bộ ngành địa phương không sát thực tiễn, thậm chí là cứ làm đi làm lại, y tế và giáo dục là hai lĩnh vực thay đổi nhiều lần nhất. Có những dự án của y tế sau này thay đổi gần như toàn bộ, còn rất nhiều dự án y tế chưa giao, không thể giao được. Lời giải thích được cho là không mới, khi trước đó Thủ tướng Chính phủ cũng đã có giải trình trước Quốc hội về nguyên nhân của sự chậm trễ này. Tuy nhiên, cách nói của lãnh đạo ngành kế hoạch và đầu tư cho thấy đã có những điều không bình thường trong việc sử dụng nguồn vốn từ gói hỗ trợ phục hồi kinh tế của chính phủ ở một số bộ ngành địa phương. Từng có một thời, báo chí phản ánh các ngành địa phương đều tranh thủ xin vốn, thậm chí có nơi xin không được thì chạy. Giờ thì có tiền và dù cấp trên đã nhắc nhở, đôn đốc nhiều lần thì lại lúng túng e ngại trong thực hiện. Phải chăng lý do là bối cảnh đã khác? Nghị quyết 43 của Quốc hội và nghị quyết 11 của chính phủ dù được cho là mạnh dạn tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách nhưng cũng có những quy định chặt chẽ để vốn hỗ trợ phục hồi thực sự phát huy tác dụng mà không thất thoát. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến các đề án phải làm đi làm lại nhiều lần, bởi tiêu tiền thì dễ nhưng tiền tiêu sao cho đúng, sao cho khỏi phải bị pháp luật sờ gáy mới khó. Thận trọng để tránh sai sót là cần thiết, nhưng sợ đến mức làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc, trong khi nhiều ngành lĩnh vực địa phương đang đói vốn, đang cần tiền để triển khai các chương trình, dự án có thể giúp kinh tế xã hội phát triển, doanh nghiệp bớt khó khăn hơn, đời sống người dân được cải thiện hơn, thì đó lại là một sự thận trọng có vấn đề. Đề án phải làm đi làm lại nhiều lần mà vẫn không đạt yêu cầu, để chính phủ chi tiền, để tiền vẫn ở mãi trong kho, có thể do vướng mắc về thể chế, do năng lực hạn chế hay sự thiếu quyết đáp.
thiếu tinh thần dám nghĩ dám làm hay nói thẳng ra là tình trạng sợ trách nhiệm. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, nhiều công chức không ngần ngại nói với ông: "Em thà chịu phê bình làm chậm còn hơn bị kỷ luật." Nên dẫu biết để giải ngân đầu tư công chậm trễ là rất đáng trách, nhưng với không ít người đáng trách vẫn ít rủi ro hơn là bị kỷ luật, bị áp đặt chế tài. Đây mới chính là lý do sâu xa nhất của việc đùn đẩy trách nhiệm, trình bẩm vòng vo, làm cũng không được, không làm cũng không sao, cái gì cũng xin ý kiến cấp trên cho an toàn. Thiếu quyết đáp, thiếu tinh thần dám nghĩ dám làm và bệnh sợ trách nhiệm gắn liền với nhau. Đã sợ trách nhiệm thì ít ai dám quyết đáp, dám nghĩ dám làm. Vốn đầu tư công được kỳ vọng là trụ đỡ giúp nền kinh tế phục hồi. Vì vậy, việc chậm giải ngân để tiền nằm mãi trong kho là không thể chấp nhận được. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 14 về việc bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chủ trương này được ví như luồng gió mới tác động tích cực đến tâm lý xã hội và tạo niềm tin, khát vọng là động lực quan trọng để cán bộ phấn đấu, cống hiến cho đất nước. Vấn đề còn lại là cần đề cao các chuẩn mực của đạo đức công vụ, khuyến khích tinh thần trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm chính trị của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ quan công quyền. Một khi đã đủ bản lĩnh, làm việc tất cả vì lợi ích chung của dân, của nước thì cán bộ không còn gì phải đắn đo, lo sợ cả.